Chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một trận đấu giữa hai nhân vật được cho là mạnh nhất của Kimetsu no Yaiba, đó là chú quỷ Muzan với kiếm sĩ huyền thoại Zorochi. Ok, không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu clip nhé. 1. Zorochi. Nguồn gốc: Zorochi là một kiếm sĩ được sinh ra vào 400 năm trước. Ông cũng là người em của Kokushibo. Ông là người đầu tiên tạo ra kỹ thuật hơi thở và chỉ dạy cho các kiếm sĩ trụ cột đầu tiên, và ông cũng là người thức tỉnh dấu ấn sớm nhất và có khả năng nhìn thấu thế giới. Khi còn bé, ông đủ mạnh để hạ một kiếm sĩ của cha mình mà không qua bất kỳ buổi tập luyện nào, khiến cho người anh trai của ông phải ngơ ngác. Ông sở hữu hơi thở khởi nguyên là hơi thở mặt trời cực mạnh, và ông cũng là người xem tí nữa đưa chú quỷ Muzan đi bán muối. Ông có tốc độ cực nhanh, dễ dàng né các đòn tấn công của Muzan. Hay khi cuối đời, ông đủ sức hạ gục cụ nhất Kokushibo ở trạng thái quỷ. Sức mạnh thể chất cao: ông có sức mạnh thể chất cực kỳ đáng nể khi có thể chạy qua 3 ngọn núi để về nhà với vợ và con của mình dù không kịp chạy, không ngừng, không nghỉ. Tốc độ: ông có tốc độ cao, dễ dàng né tránh các đòn tấn công của Muzan và Kokushibo và hạ gục bọn họ trong vòng vài giây đến vài phút. Khả năng nhìn thấu thế giới và ấn diệt quỷ của ông ngay khi sinh ra đã vậy, dù đã già nhưng ông không chết như những người khác. Đa số kiếm sĩ bật ấn sẽ chết năm 20 năm tuổi, nhưng ông đã sống đến hơn 80 tuổi. Khả năng nhìn xuyên thế giới giúp ông nhìn rõ cơ quan nội tạng của đối thủ. Hơi thở của mặt trời: ông sở hữu hơi thở của mặt trời là hơi thở khởi nguyên, thứ mà Tanjiro cuối truyện mới nín ngộ được. Hơi thở này đặc biệt ở chỗ là thức thứ 13 là sử dụng nập đi nập lại 12 thức liên tục không nghỉ. Các chiêu thức bao gồm Viêm Vũ, Huyễn Nhật Hồng, Hỏa Sa, Huy Huy Ân Quang, Phi Luân, Phương Viêm, Tà Dương Chuyển Thân, Nhật Vân, Chi Nong Đầu Vũ, Dương Hoa Đột, Trước Cốt Viêm Dương, Nhiệt Nhật Hồng Kính, Ích Na Thiên Viêm Vũ, Viêm Hỏa Vũ. Hai. Muzan. Nguồn gốc: vào 1.000 năm trước, ông sinh ra là một đứa trẻ yếu đuối và được chuẩn đoán là chết non, nhưng khi sắp bị thiêu, ông đã cất tiếng khóc đầu tiên. Về sau, ông lớn lên trong cơ thể yếu đuối đến tầm 20 năm, thì một vị thái y đã cho ông dùng một loại thuốc làm từ hoa bỉ ngạn xanh, nhưng sau khi dùng thuốc, ông mất kiểm soát và hạ sát vị thái y. Về sau, ông khỏe lại hơn người bình thường nhiều lần, nhưng lại không đi được dưới ánh nắng mặt trời. Ông bắt đầu hành trình đi tìm hoa bỉ ngạn xanh trên khắp đất nước, và ông đã tạo ra vô số con quỷ để chúng có thể phục vụ dưới trướng của mình. Vào khoảng 600 năm sau, ông gặp Kokushibo và biến cụ nhất thành quỷ. Sau đó, ông bị hạ gục bởi kiếm sĩ Zorochi. Sau khi Zorochi qua đời, ông bắt đầu hoạt động trở lại. Trong trận chiến cuối cùng của ông với nhóm thợ săn quỷ, ông thể hiện sức mạnh áp đảo tất cả các kiếm sĩ, bao gồm cả các trụ cột dù bản thân đang bị suy yếu bởi thuốc não hóa của Tamayo. Cuối cùng, ông đã chết khi bị ánh nắng mặt trời thiêu. Về điểm yếu là khi bị Zorochi chém trúng 5 quả tim và 7 bộ não, ông đã hoảng sợ và cho nổ tung để chạy thoát. Các khả năng thay đổi hình dạng: ông có thể thay đổi hình dạng của mình thành một đứa trẻ hay một người phụ nữ, hay hóa to thành một đứa trẻ khổng lồ, nhưng hình dạng ông hay dùng là Michael Jackson. Khả năng biến đổi quỷ: ông có thể chuyển máu của mình vào một con người, biến họ thành quỷ và phục vụ dưới trướng của mình. Khả năng tấn công vật lý và tốc độ: tốc độ của ông cực kỳ nhanh, có thể hạ tất cả các trụ cột trong vòng vài phút. Khả năng phục hồi của ông cực khủng, có thể hồi phục các vết thương nhanh chóng cho dù bị chém bay đầu. Khả năng tấn công của ông chủ yếu là đánh vật lý, có thể tẩm máu độc vào khi các trụ cột dính chiêu họ cũng bị ảnh hưởng bởi máu độc. Ví dụ là bọn họ đã bị giảm tốc độ nếu không có thuốc của Tamayo. Khả năng phục hồi của ông đáng nể đến mức khi bị một vụ nổ ở cự ly gần mà vẫn phục hồi nhanh chóng. Chúng ta có thể thấy các khả năng của Muzan cực bá, tuy nhiên số ông lại đen vãi luôn khi hoa bỉ ngạn xanh ông tìm lại chỉ mọc vào ban ngày mới đau cay.
3. Phân tích trận đấu. Nghe sơ qua các bạn cũng đã biết ai là người chiến thắng rồi, tuy nhiên mình vẫn muốn làm bởi vì mình muốn xét cả hai ở trạng thái lúc người ta khỏe mạnh nhất, và Muzan ở trận đấu này sẽ không bị dính máu quỷ, và đương nhiên rằng là sẽ có một số khả năng khác, và mình nếu như tỷ lệ thắng của Muzan yếu hơn Zoruchi thì mình sẽ tạo một số kèo ở dưới clip để mà có thể vớt vát lại cho chú quỷ. Xét về thể hình, Muzan to lớn hơn vì có thể thay đổi cơ thể. Xét về tốc độ, Muzan có tốc độ nhanh kể cả khi đang bị suy yếu, tốc độ ra đòn và hồi phục của ông rất đáng nể. Tầm đánh của ông cũng xa hơn khi mà có thể tạo ra nhiều xúc tu để oánh tầm gần, tầm xa hay phòng thủ. Về bên phía kiếm sĩ huyền thoại Zoruchi cũng có tốc độ rất nhanh, có khi là nhanh hơn cả Muzan, và Kokushibo cũng phải thừa nhận ông là người nhanh nhất, nhanh hơn cả chú quỷ. Như vậy về tốc độ ra đòn tránh né thì Muzan không là gì so với Zoruchi, nhưng về khả năng hồi phục thì chắc chắn Zoruchi không nặng bằng được Muzan. Xét về khả năng tấn công, Muzan có thể có nhiều xúc tu, có thể tấn máu độc, có thể tấn công tứ phía với tốc độ cao. Zoruchi thì hạ Muzan thời trẻ trong vài giây đến vài phút. Ông hạ Kokushibo trong một chiêu, kể cả khi bản thân đã già đến khi ông chết, ông vẫn gây cho Muzan và Kokushibo sự sợ hãi về mình. Ông cũng có thể làm thanh kiếm của mình thành màu đỏ để gia tăng sát thương cho cú chém. Như vậy về tầm đánh thì Muzan hơn, tuy nhiên sát thương Zoruchi cao hơn. Độc của Muzan cho dù có trúng Zoruchi thì phải mất một thời gian dài thì mới ngấm được. Về thể chất, Muzan chiến đấu áp đảo các trụ cột và kiếm sĩ và cả Tanjiro khi đang trong tình trạng suy yếu. Zoruchi có độ bền cũng rất ấn tượng khi có thể chạy qua 3 ngọn núi không ngừng, không nghỉ, không mệt mỏi để về nhà. Như vậy cả hai đều có độ bền tốt nên theo mình sẽ cho cả hai ngang nhau. Kết, Muzan hơn khả năng phục hồi và phạm vi tấn công, có khả năng làm suy yếu đối thủ bằng độc và kích thước. Tuy nhiên Zoruchi lại hơn các mặt như tốc độ sát thương. Đã vậy tốc độ của ông theo mình đánh giá là nhanh nhất bộ truyện. Ông có thể tránh các đòn tấn công của Muzan. Sau khi đến đủ gần Muzan, ông sẽ sử dụng một núp 12 thức hạ gục Muzan nhanh chóng y như núp trong quá khứ. Anh em có thể tưởng tượng là Muzan sẽ sử dụng tất cả các xúc tu của mình để xoay để mà phòng thủ trước Zoruchi. Tuy nhiên không may rằng là đòn chém của Zoruchi có thể làm cho các vết thương của Muzan chậm đi. Tóm lại, xét tất cả các yếu tố, mình thấy Zoruchi cao hơn ở tỷ lệ thắng. Tỷ lệ thắng của ông là 70%, còn của Muzan là 30%. Nhìn Zoruchi ao trình Muzan là mình liên tưởng đến Godzilla mạnh hơn Mega Kaiju. Cụ thể là Mega Kaiju to hơn Godzilla, nhưng Godzilla lại nặng hơn quá nhiều. Bây giờ sẽ là phần rất thú vị, đó là nếu như Muzan có thể gọi các thập nhị quỷ nguyệt đến hỗ trợ thì tỷ lệ thắng của ông may ra sẽ cao hơn Zoruchi, tại vì mình Zoruchi không thể nào đấu lại hết được. Phần phân tích của mình đến đây là hết. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi, nếu thiếu sai sót gì mong anh em bỏ qua cho mình nhé. Còn bây giờ xin chân thành cảm ơn anh em đã xem hết clip của mình. Mong anh em ấn like, comment và subscribe ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye.